Hân hạnh chào đón các anh chị đến với loạt bài giảng về phương pháp và phân tích dữ liệu khoa học bằng ngôn ngữ R. Như các anh chị thấy, đây là bài giảng số 47. Đây là một cái bài giảng vẫn tiếp tục theo cái chủ đề mô hình hồi quy logistics. Thế nhưng mà tôi muốn dành ra 3 bài, và đây là bài thứ nhất, để nói về phương pháp xây dựng một mô hình hồi quy tiên lượng, một mô hình tiên lượng chứ. Thì nó có 2-3 vấn đề, nhưng mà vấn đề đầu tiên mà tôi đặc biệt muốn bàn với các anh chị đó là vấn đề mà thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là discrimination, tôi tạm dịch gọi là phân định. Lát nữa chúng ta sẽ biết thế nào là phân định. Thực ra là có 3 chứ không phải 4. Có 3 tiêu chí chính cho một cái mô hình tiên lượng, đó là discrimination, gọi là phân định. Tiêu chí thứ hai tôi tạm dịch nó gọi là chính xác, gọi là calibration. Tiêu chí thứ ba, đây là một cái tiêu chí nó tương đối mới, tiếng Anh nó gọi là reclassification, tôi tạm dịch nó là tái phân nhóm. Như tôi nói hồi nãy là hôm nay là tôi chỉ bàn về discrimination. Thực ra thì trước đây tôi đã có một cái bài bàn về vấn đề này rồi. Do đó là đây chỉ là dịp gọi là để nói cho đầy đủ cái câu chuyện thôi. Do đó tôi sẽ không có lặp lại các cái chi tiết về kỹ thuật cũng như là cái cách hiểu thế nào là phân định, mà chỉ nói về cái cách dùng ngôn ngữ R để mà cho ra kết quả về phân định. Discrimination như tôi nói nãy đó là phân định. Thì để mà có một chút khái niệm về phân định, tôi muốn quay lại với hai cái khái niệm mà trước đây chúng ta đã học qua, và tôi muốn nhắc lại đây một lần nữa thôi. Đó là khái niệm tiếng Anh nó gọi là sensitivity, tôi tạm dịch là độ nhạy. Khái niệm thứ hai gọi là specificity, specific tức là đặc biệt phải không? Specificity tôi tạm dịch nó gọi là độ đặc hiệu. Độ nhạy là có thể giải thích như thế này, là bây giờ tôi sẽ lấy cái ví dụ về y khoa để các anh chị biết. Ví dụ như là một bệnh nhân được giới thiệu đi xét nghiệm về một cái bệnh nào đó, và nếu bệnh nhân đó có kết quả là dương tính, positive test, thì cái câu hỏi mà là bệnh nhân mà muốn biết là nếu mà tôi có bệnh thì cái xác suất mà tôi có kết quả dương tính là bao nhiêu. Do đó nói theo cái ngôn ngữ dịch tễ học hay là thống kê học, thì độ nhạy có nghĩa là trong số những người mắc bệnh, tức là mẫu số nha, trong số những người mắc bệnh bao nhiêu người có kết quả tiên lượng là dương tính. Như vậy thì cái số người có kết quả tiên lượng dương tính là tử số, và cái mẫu số là số người mắc bệnh. Trong thực tế thì như các anh chị biết rằng là chúng ta không có một cái phương pháp chẩn đoán gọi là 100% là chính xác. Thật ra nói cho đúng là có nhưng mà không, nhưng mà hiếm lắm. Do đó là chúng ta có hai cái khía cạnh mà cần phải xem xét đến. Cái khía cạnh thứ nhất hoặc là người đó mắc bệnh hoặc là người đó không mắc bệnh. Tôi tạm gọi nó gold standard, tức là tiêu chuẩn vàng. Thì một cái phương pháp mà để mà trong y khoa, một cái phương pháp mà tương đối đáng tin cậy để mà xác định mắc bệnh hay không mắc bệnh á, gold standard là dùng sinh thiết. Nhưng mà trong điều kiện mà chúng ta không làm được sinh thiết thì chúng ta phải sử dụng những cái phương pháp xét nghiệm. Xét nghiệm ở đây có thể kể cả các phương pháp xét nghiệm về sinh hóa, xét nghiệm về vật lý, như là X-quang chẳng hạn. Thì phương pháp xét nghiệm là có thể cho ra kết quả dương tính hoặc là âm tính. Nhưng mà đứng về mặt thống kê học mà nói, một cái phương pháp xét nghiệm mình có thể xem nó như là một mô hình tiên lượng mô hình tiên lượng bệnh tật. Do đó là cái khái niệm và độ nhạy và độ đặc hiệu nó cũng có thể ứng dụng trong trường hợp về thống kê học. Độ đặc hiệu để mà là một cái chỉ số để mà trả lời câu hỏi như sau, là trong số những người không mắc bệnh bao nhiêu người hay là bao nhiêu phần trăm có kết quả là âm tính. Hồi nãy các anh chị nhớ rồi là cái độ nhạy
là trong số những người mắc bệnh, bao nhiêu người có kết quả dương tính. Ý nói rằng đó là cái sự mà gọi là đồng thuận giữa cái kết quả xét nghiệm và cái thực tế mắc bệnh. Do đó là tôi mới nói hồi nãy là cái phương pháp xét nghiệm có thể xem nó như là mô hình tiên lượng. Nếu mà mô hình tiên lượng mà nó tốt thì cái kết quả tiên lượng nó phải gần với cái kết quả mình quan sát được. Đó là độ độ nhạy. Độ đặc hiệu là chỉ nói đến trường hợp không mắc bệnh. Và nếu mà không mắc bệnh á, thì hy vọng nếu mà cái phương pháp mà xét nghiệm của mình tốt á, thì những người không mắc bệnh, 100% những người không mắc bệnh nên có kết quả âm tính. Thế nhưng mà trong thực tế thì ít khi nào có trường hợp đó lắm. Thường cũng có một vài sai sót. Cái vấn đề không phải là mình tránh những cái sai sót đó, nhưng mà làm sao mà giảm thiểu nó đến mức tối đa. Cũng tương tự như hồi nãy tôi có nói là cái gold standard, tức là tiêu chuẩn vàng, hoặc là mắc bệnh hoặc là không mắc bệnh trong thực tế. Còn cái phương pháp mà xét nghiệm nó là một mô hình tiên lượng, và trong trường hợp này là tiên lượng không mắc bệnh. Ví dụ như đây là để cho các anh chị xem ví dụ cho nó đơn giản để mà dễ hiểu. Ví dụ như cái này tôi quên, không biết đây là trường hợp gì, hình như là trường hợp bệnh, hình như là bệnh ung thư thì phải, tự nhiên tôi quên. Nhưng mà thôi thì các anh chị nhớ rằng nó là đây là cái nhóm mắc bệnh là bao gồm 177 người, và khi mà đi làm xét nghiệm á thì cái phương pháp tiên lượng này á là nó cho ra một cái kết quả liên tục. Rồi cái người ta dân trong ngành nó nói là hãy mà trên 20% thì được xem như là dương tính, và nếu mà cái kết quả mà tiên lượng mà dưới 20% thì được xem coi như là âm tính. Thành ra là trong số kết quả của nghiên cứu này cho thấy là trong số 177 người mà mắc bệnh thì có 120 người là dương tính, 57 người là âm tính. Còn trong số những người mà không mắc bệnh là có 81 người, và cái kết quả trong số 81 người này không mắc bệnh, kết quả dương tính là 20 người, còn lại 61 người là có kết quả âm tính. Do đó là dùng cái kết quả này chúng ta có thể tính được cái độ nhạy, tức là sensitivity, trong trường hợp này là 120, màu đỏ đây, chia cho 177 là tổng số. Như vậy thì chúng ta có độ nhạy là 0.68 hay là 68%. Còn cái độ mà đặc hiệu theo như định nghĩa hồi nãy là trong tổng số những người mà không mắc bệnh, tức là 81 người ở đây, và có bao nhiêu người là có kết quả âm tính, câu trả lời là 61. Thành ra là 61 trên 81 là bằng 0.75 hay là 75%. Nói cách khác là độ đặc hiệu là 75%. Một cái khái niệm gọi là nó liên quan đến cái mà độ nhạy và độ đặc hiệu á, nó rất quan trọng, nó gọi là tỷ lệ dương tính giả. Tỷ lệ dương tính giả thì có thể xem nó như là đối nghịch lại với dương tính thật, bởi vì dương tính thật ở đây á, chính là độ nhạy, tức là 120 chia cho 177. Bởi vì 177 là số người mắc bệnh mà 120 người là có kết quả dương tính, thành ra là chúng ta cũng có thể xem nó coi như là dương tính thật, 120 chia 177. Còn cái độ đặc hiệu là trong số 81 người không mắc bệnh, 61 người thật sự là dương tính. Xin lỗi, âm tính, có kết quả âm tính, tức là bằng 75%. 20 người trong cái nhóm mà không mắc bệnh này có kết quả dương tính. Thì 20 người, 20 trường hợp này nè được gọi là dương tính giả, tức là kết quả là dương tính thế nhưng mà người ta không có mắc bệnh. Do đó trong trường hợp này 20 chia cho 81 là bằng 25%, hay là nói cách khác là lấy 1 trừ cho 0.75 nè, 0.75 là độ đặc hiệu, như vậy là dương tính giả là 1 trừ cho độ đặc hiệu, trong trường hợp này 25%. Như vậy thì cái phương pháp xét nghiệm của chúng ta nó cũng không hẳn là tốt mấy, bởi vì có đến 25% những trường hợp không mắc bệnh mà nó nói rằng nó là mắc bệnh. Thì tương tự như vậy các anh chị cũng có thể tính được là tỷ lệ
âm tính giả. Âm tính giả là những người mà người ta mắc bệnh nhưng mà kết quả nó lại nói rằng nó là âm tính. À, thì trong trường hợp này các anh chị lấy 1 trừ cho dương tính thật hay là độ nhảy. À, trong trường hợp này 1 trừ cho 0.68 vậy là bằng 32%. Thế nhưng mà trong thực tế thì chúng ta dùng cái dương tính giả nhiều hơn là âm tính giả. Vậy thì các anh chị đã có đã hiểu qua về cái khái niệm độ nhạy và độ đặc hiệu. Thì cái rocker này, cái chữ rock này là viết tắt của chữ là receiver operating characteristic, không có chữ S nhé, curve, viết tắt là rocker. Cái lịch sử của cái đường cong mà là rock này là nó có một lịch sử rất là thú vị, là bởi vì nó xuất phát từ quân sự cơ. Và lần trước tôi có kể cho các chị nghe là các cái nhà mà nghiên cứu ở bên An Lê, bên Anh là họ sáng chế ra phương pháp này để mà nhận dạng những cái tàu của kẻ thù đang sắp tới Anh. Kẻ thù ở đây trong trường hợp này tức là Đức. Và từ đó sau này thì người ta mới bắt đầu dùng trong nghiên cứu y khoa. Thì cái đường rock này là nó đo lường cái khả năng phân định, nói theo tiếng Anh là power of discrimination, của một cái phương pháp xét nghiệm hay là một mô hình tiên lượng. Như tôi nói hồi nãy là một phương pháp xét nghiệm cũng có thể xem là một mô hình tiên lượng. Thì thường thường là nó cho ra các cái kết quả mang liên tục. Và cái đường biểu diễn mà rock này á, là thường thường được vẽ bằng trục tung á, là độ nhảy, tức là dương tính thật đó, và trục hoành á, là dương tính giả, tức là 1 trừ cho độ đặc hiệu. À, như tôi giới thiệu với các anh chị hồi nãy ở đây, tức là dương tính giả là bằng 1 trừ cho độ đặc hiệu. Như vậy thì xin nhắc lại với các anh chị nữa, cũng như là một cái nhấn mạnh, là cái đường cong rock này á, cái trục tung là dương tính thật, true positive, trục hoành là x là dương tính giả. À, ví dụ cho anh chị xem, đây là một ví dụ về một cái xét nghiệm được xem như là hoàn hảo đây. Thì cái xét nghiệm này là nó đo cái micro albuminuria, chữ này để coi dịch sao nhỉ, tức là mình có thể coi nó như là niệu vi lượng đi. À, niệu vi lượng tức là cái nồng độ albumin mà trong nước tiểu á. Và nó đo trong 24 giờ. Đây là những cái giá trị, vì nó là biến liên tục mà giá trị nó có thể là dao động trên 0 cho tới 60. Thì cái lượng albumin mà nó bài tiết trong nước tiểu á, là nó có thể dùng để mà đánh giá xem là bệnh nhân là có rối loạn chức năng thận hay không. Trong trường hợp này á, đây là chỉ ví dụ thôi, là nó lấy rằng những cái giá trị mà niệu vi lượng này mà dưới 30 á, được xem là bình thường, là healthy subject, tức là những người mà không có vấn đề gì chức năng thận. Còn đối với những người nào mà có giá trị mà trên 30 á, thì được xem là coi như là có vấn đề về chức năng thận. Và giả dụ như, cái này chỉ giả dụ nha, giả dụ như là trong những cái người mà bình thường thì tất cả đều có giá trị dưới 30. Và trong những cái người mà có vấn đề á, về chức năng thận á, tất cả đều có giá trị trên 30. Như vậy thì ở đây cái trường hợp mà mình lấy cái cut off, tức là cái ngưỡng để mà định nghĩa là positive và negative và positive á, là coi như là perfect, hoàn hảo, không có vấn đề gì cả. Ai mà dưới 30 không có vấn đề gì, trên 30 có vấn đề. Nhưng mà như tôi nói nãy, đây là chỉ là một trường hợp giả định thôi, chứ trong thực tế thì nó như thế này. Trong thực tế thì ở dưới này á, đây là cái nhóm gọi là không mắc bệnh, ở trên này là nhóm gọi là mắc bệnh. Thì các anh chị thử tưởng tượng là trong cái nhóm mà
mà không mắc bệnh đó, là có thể dao động từ đâu khoảng chừng giá trị đó là đâu khoảng 1 đây cho tới trên 50. Và trong cái nhóm mà người mắc bệnh cũng có nhiều một số bệnh nhân là có giá trị rất là thấp, nhưng mà một số bệnh nhân cũng có giá trị rất cao. Do đó vấn đề được đặt ra là mình lấy cái ngưỡng nào. Nếu mà mình lấy cái ngưỡng là 30, như tôi lấy hồi nãy, lấy ví dụ hồi nãy, thì các anh chị thấy rằng từ đây đến đây nó gọi là true negative, tức là độ đặc hiệu. Còn phần ở trên này, nên nhớ rằng đây là những người không mắc bệnh nha. Còn những trên này, bởi vì mình lấy cái ngưỡng là 30, thành ra là những ai mà trên 30 mình nói rằng positive. Trong trường hợp này là đây là những người false positive, bởi vì họ không có mắc bệnh, nhưng mà cái phương pháp xét nghiệm nó nói rằng positive. Ngược lại, nếu mình lấy ngưỡng 30, những cái người mà mắc bệnh, một số người có ngưỡng dưới 30 này, thì trong trường hợp này gọi là false positive, false negative, tức là âm tính giả. Còn những người nào mà nằm trên này, tức là trên 30 này, mà trong nhóm mắc bệnh thì chúng ta gọi nó là, cho gọi họ là true positive, tức là độ nhạy đó, tức là nói cái khác nữa là dương tính thật. Thì trong thực tế chúng ta xảy ra cái trường hợp này xảy ra rất là thường xuyên. Do đó là nói cách khác là ở, nhưng mà nếu mà tôi lấy cái ngưỡng là 20 thì đây là true negative, còn từ đây đến đây là false positive. Còn nếu mà trên này trong cái nhóm mà là mắc bệnh ở dưới này á, nó gọi là false negative, là trên này gọi là true positive. Hay là tôi lấy 40 thì cũng có một nhóm false positive, một nhóm gọi là false true positive. Nhân dân vậy, nhân dân. Nói cách khác là nó là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của chúng ta nó tùy thuộc vào cái ngưỡng mà chúng ta dùng để mà xác định thế nào là positive. Trong thực tế thì đây là một ví dụ khác về tiên lượng bệnh ung thư tiền liệt tuyến, và người ta thường hay dùng cái nồng độ là prostate specific antigen ở trong 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 máu. Thì đây nó dao động từ 1 cho đến ở đây đến 15, nhưng trong thực tế thì cao hơn nữa cũng có, nhưng phải không? Ví dụ như là nếu mà tôi lấy cái ngưỡng gọi là trên 1, trên hoặc là bằng hoặc là trên 1 á, định nghĩa là positive, thì cái độ nhạy sẽ là 100%, nhưng mà cái độ đặc hiệu chỉ có 0,21%. Nếu tôi lấy là bằng 2 thì độ nhạy vẫn là 100%, nhưng mà độ đặc hiệu bây giờ là tốt hơn, là 0,48, dân dân và dân dân. Như các anh chị thấy, nếu mà tôi lấy độ 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 cái ngưỡng đây mà gọi là positive là trên hoặc là bằng 15, thì lúc này cái độ nhạy chỉ có 11%, nhưng mà độ đặc hiệu rất là cao. Thì cái ví dụ này cho các anh chị thấy một cái quy luật chung, là nếu mà mình tăng cái độ nhạy thì mình cũng giảm cái độ đặc hiệu, hay là ngược lại, nếu chúng ta giảm cái độ nhạy tăng cái độ đặc hiệu. Do đó cái câu hỏi cũng là vấn đề đặt ra là phải tìm cái ngưỡng PSA, hay là cái ngưỡng mà tiên lượng nào sao cho cái độ nhạy và độ đặc hiệu này là cao nhất. Thì trong trường hợp này với các anh chị thấy là nếu mà tôi chọn 5, cái này là không có tính toán gì cả, tức là mình chọn 5 đây, mình thấy độ nhạy là 96%, độ đặc hiệu là 76%. Nhưng mà nếu mà tôi chịu hy sinh một chút thì tôi lấy cái độ PSA là 6, thì cái độ nhạy này giảm xuống khoảng 2%, nhưng mà tôi lại tăng cái độ đặc hiệu lên khoảng 3%. Như vậy thì cái ngưỡng mà tối ưu trong trường hợp này có lẽ là 5 hoặc là 6, và đó là cái cách để chúng ta tính. Thì khi mà các anh chị vẽ cái đường rocker, hồi nãy tôi có nói rocker, cái trục hoành là dương tính giả, trục tung là dương tính thật, thì mỗi một cái điểm mà nằm trên cái biểu đồ này á, là chính là hai giá trị này đây. Thực ra một trừ specificity chứ. Và các chị thấy rằng ở đây á là cái trục và hoành á, là 0 đến 1, trục tung nó cũng 0 đến 1. Thành ra là cái diện tích mà dưới cái diện tích của cái hình vuông này á là bằng 1 chứ gì, phải không? 1 nhân 1. Còn cái hình tam giác ở trên này là bằng 0,5.
Do đó là nếu mà tôi tính cái diện tích dưới lề biểu diễn từ đây đến đây, này này và kéo dài xuống dưới này nữa, thì tôi có thể gọi cái chỉ số đó là area under the curve, tức là AUC. AUC ở đây như vậy, tôi nói nãy, nếu mà AUC mà tất cả các cái điểm mà nó đều nằm trên cái trục tung và trục hoành như thế này thì mà chúng ta sẽ có AUC là bằng 1. Còn nếu mà cái nằm trên cái đường mà tiếng Anh nó gọi là line of identity, tức là đường mà 45 độ này á, thì AOC là bằng 0.5, tức là nó là tam giác. Còn nếu mà nó nằm trên cái đường kiểu như thế này thì cái diện tích mà dưới đường biểu diễn này á, là nếu mà các anh chị mà chịu khó mà tính bằng bằng integration, là tính bằng tích phân á, là sẽ là 0.9. Ở đây là chẳng hạn cái đường biểu diễn như thế này khoảng chừng 0.65. Thì cái cách mà chúng ta diễn giải các cái giá trị mà AUC này á, là nếu mà trên 0.9 á, là coi như là một cái phương pháp xét nghiệm rồi là tuyệt vời. Còn 0.8 đến 0.9 thì chúng ta chỉ có thể nói rằng phương pháp xét nghiệm đó là good thôi, tốt, có thể ứng dụng trong lâm sàng. 0.7 đến 0.8, wow, cái đó là chỉ fair, trung bình. Còn 0.6 đến 0.7 gọi là poor. Còn 0.5 đến 0.6 coi như là fail, coi như là thất bại. Thì đó là cách mà ta diễn giải AOC. Thì cái ý nghĩa thật của AOC nó khó hiểu lắm. Hôm trước là tôi có giải thích cho các anh chị rồi, thành ra là tôi không muốn lặp lại. Chỉ muốn nói rằng cái AOC này á, nó phản ảnh cái xác suất mà nếu mà một cái cặp bệnh nhân và một người bình thường, một cặp á, tức là một người bình thường được chọn, và cái AOC 0.8 nó có nghĩa là cái xác suất mà cái người mà bệnh nhân có giá trị tiên lượng cao hơn người bình thường là 80%. Nói cách khác, nó là cái xác suất mà concordant, tức là xác suất mà nó phù hợp với cái giá trị mà chúng ta quan sát thực tế. Nói nôm na thì như vậy, chứ nếu mà nói theo cái ngôn ngữ mà thống kê học thì nhiều khi nó cũng khó hiểu. Câu hỏi được đặt ra là có cách nào để mà chúng ta tính bằng cái tính tính cái diện tích với đường biểu diễn hay không? Trong R thì nó có nhiều package lắm. Nó có package P-ROC, P viết thường, ROC là viết hoa, EP hoặc là Predict Abel. Khi mà chúng tôi dùng phân tích di truyền học thì chúng tôi thường dùng Predict Abel. Đây là một vài ví dụ để các anh chị thấy rằng khi mà chúng ta đọc vô cái dữ liệu rồi cái bỏ hết mấy cái giá trị mà khống, tức là missing value, rồi áp thác đó, trước khi mà phân tích. Nếu mà dùng package mà EP á, thì các anh chị có thể dùng cái hàm nó gọi là ROC với hoa hết, là form là bằng fx là tên của cái biến mà outcome á, và như là cái hàm của a Fermionic BMD và sex và plot là bằng ROC để trong ngoặc kép. Thì nó sẽ vẽ cái đường biểu diễn cho các anh chị xem. Ngoài ra cũng có thể dùng cái package gọi là CR Tools, nhưng mà tôi ít khi nào tôi dùng cái package này lắm, tôi không thích nó mấy. Tôi thường thường là dùng cái package EP, nhưng mà sau này thì tôi lại đây là các anh chị dùng mà CR Tools thì nó sẽ rẻ như thế này, nhưng mà như tôi nói nãy tôi không có thích dùng ở nó mấy. Đây là package EP. Nếu mà các anh chị gõ cái lệnh là ROC rồi form là bằng fx và hàm số của a rồi các cái biến tiên lượng á, nói chung á, rồi plot bằng ROC thì nó sẽ cho anh chị đường biểu diễn này. Là ở đây nó tính luôn là sensitivity là 56%, 57%, specificity là 74%, PV positive, tức là PPV, tức là positive predictive value, là giá trị mà tiên lượng dương tính. Còn dưới này á, PV negative là giá trị tiên lượng âm tính. Mấy cái này tôi không có giải thích làm gì vì nó không nằm trong chủ đề của mình. Ở đây nó tính được luôn cái diện tích dưới đường biểu diễn là 0.701, để cho các anh chị thấy. Còn cái package P-ROC có lẽ là package quan trọng, các anh chị cần phải học nó và phải dùng nó. Nó có thể dùng để mà vẽ đường ROC curve và tính khoảng tin cậy 95%. Hồi nãy các anh chị thấy rằng cái package mà EP này không tính được khoảng tin cậy 95%, nhưng mà cái P-ROC thì tính được. Và nó có thể cho phép chúng ta so sánh hai cái đường ROC hoặc là nhiều cái đường ROC khác nhau. Thì cái cách mà chúng ta làm nó cũng đơn giản lắm.
Đầu tiên là các anh chị dùng cái hàm CLIM để mà phân tích cái mô hình hồi quy mà logistics. Trong trường hợp này là tôi có cái mô hình 1, tôi gọi nó M1, là có hai biến tiên lượng là độ tuổi và mật độ xương. Cái mô hình thứ hai là chỉ có độ tuổi thôi. P1 là cái đó là bước thứ nhất là tôi phân tích cái mô hình để mà có mấy cái thông số. Bước thứ hai là tôi tính cái giá trị tiên lượng. Thì trong cái R nó có hàm nó gọi là predict. Predict tức là tiên lượng. Predict M1 là mô hình này. Và nói cho tôi biết rằng là cái thai đó là response, tức là nó tính cái xác suất, tính cái xác suất mà gãy xương trong trường hợp này, tức là xác suất tiên lượng mà gãy xương của mô hình 1. Tương tự tôi tính cho mô hình 2 và tôi đặt trong cái đối tượng gọi là P2. Rồi sau đó tôi sẽ dùng cái hàm gọi là ROC dưới thường. ROC bởi vì hồi nãy các chị nhớ rằng khi mà chúng ta tính đường ROC là phải có một cái giá trị mình quan sát, trong trường hợp này là fracture, và giá trị mình tiên lượng là P1. Tương tự tôi tính cái ROC cho P2, cho mô hình thứ hai. Rồi tôi tính cái AUC, cái lệnh, cái hàm gọi là AUC A1, CI A1. Tôi có thể tính khoảng tin cậy 95% nếu mà tôi thích. Đây là cái kết quả tính toán này, các anh chị thấy khi mà tôi gõ lệnh AUC A1 nó nói bằng là 0.6985, 0.6985, CI A1 là sẽ cho ra cái khoảng tin cậy 95% của cái đường diện tích dưới đường biểu diễn. Trong trường hợp này là 0.67 cho đến 0.72. Và tôi có thể vẽ đường biểu diễn là tôi chỉ cần gõ lệnh là plot .rock rồi mở ngoặc R1, hoặc là tôi có thể vẽ cái đường biểu diễn thứ hai nhưng mà vẽ chồng lên. Thì trong trường hợp này chúng ta dùng cái hàm gọi là add equal true, và cho nó biết rằng nó là cái đường thứ hai này là màu đỏ và vẽ cho nó đậm lên chút. Ví dụ thì các anh chị sẽ thấy cái đường biểu diễn nó như thế này, tức là đây là của cái mô hình chỉ có độ tuổi, đây là cái mô hình mà có độ tuổi và mật độ xương thì phải. Thì cái cách mà các anh chị tính cái area under the curve hay là receiver operating characteristic curve là nó là như vậy. Và nên nhớ rằng đây là cái chỉ số nó phản ảnh cái gọi là giá trị phân định. Bây giờ tôi sẽ quay lại phần thực hành cho các anh chị xem. Tôi sẽ đóng cái này một cái, đóng cửa cái này một cái. Bây giờ tôi bắt đầu khởi động R, rồi clear cái màn ảnh. Bây giờ tôi phải đọc cái file cái đã chứ. Tôi sẽ nói rằng file, có nhiều cách tôi đọc để cho nó đơn giản hơn. Vì cái file tôi để trong cái folder nó gọi là dataset ở đây. Cái file mà tôi muốn đọc là ở đây. Giờ đó là tôi nói ok F, là tôi sẽ đọc là read CSV. Vì cái file này như các anh chị thấy nó là CSV. Trong Mac thì nó dễ, nghĩa là mình chỉ cần drag cái này qua đây một cái, nghĩa là có tất cả các cái đường link. Header là bằng true. Tôi nói rằng là hình như là có missing value, thành ra tôi sẽ nói rằng là dot, vì tôi có thường thường là như vậy. Bắt đầu tôi nói F text là F. Ok, bây giờ tôi sẽ fit cái mô hình thứ nhất, là tôi nói rằng CLIM là để cho các anh chị xem cái file này nó giống như thế nào. Là F thì đó là vào cái outcome tôi muốn phân tích, đây gọi là fx. Và đó là mô hình thứ nhất, là tôi nói rằng fit cho tôi cái mô hình là fx là hàm số của độ tuổi thôi. Data là bằng f và family bằng binomial, tức là mô hình của logistics. Mô hình thứ hai là tôi muốn thêm
FNBMD. Ok, bây giờ tôi sẽ tính cái giá trị tiên lượng của cái mô hình thứ nhất này bằng cách dùng cái hàm gọi là predict M1. Loại mà output tôi muốn là response, tức là xác suất. Đó là của M1 giờ tới tới M2. Ok. Sau đó là tôi phải load cái packet PROC mới tính được chứ, PROC. Ok. Bây giờ tôi có thể tính được cái AUC của mô hình 1. Ủa? Tại sao nó không tính cho mình ta? Quên. Bởi vì tôi phải bởi vì tôi chưa có cái M1 ra đâu tính được. Tôi nói ok A1 đi. A1 là bằng ROC của M1. ROC của FX và P1. P1 là cái giá trị tiên lượng á. Đó là thứ nhất. Anh thứ hai bằng P2. Tại sao nó không tính ta? Bởi vì ở đây nó có vấn đề gì missing value, một số gì missing value thành ra nó not the same length. Ok, bây giờ là tôi phải tính lại mới được. Hồi nãy cái gì rồi bây giờ tôi phải đọc lại để các anh chị thấy. F đấy, tôi bây giờ tôi nói rằng là FF đi là NA omit F, tức là tôi xóa bỏ cái mấy cái giá trị không. Tôi add text, trước hết tôi phải detect cái đấy chứ, detect là F, để add text là FF. Ok, bây giờ tôi sẽ fit cái mô hình M1 cái mô hình M2 FNBMD. P1 là bằng predict M1, type là bằng response. Ok, giờ tôi phải tính cái rocker cái đã. A1 là bằng rock của fx và P1 sao kỳ vậy ta. Nãy tôi vẫn để là data F7 quá, đáng lẽ tôi phải để cái này. Nó nguy hiểm ở chỗ là nếu mà mình mà không cẩn thận là nó phải FF chứ không phải FF. Ok, sorry, phải làm lại. Nhưng mà cũng nhanh thôi. P1 P2. Có nhiều khi mấy cái sai làm như thế này để mà các anh chị có thể học nó dễ hơn. Một, hai. Ok, beautiful. Alright, bây giờ tôi sẽ tính được cái giá trị AUC của cái mô hình 1. Đấy, bây giờ tôi muốn tính được cái CI thứ hai. Đấy, bây giờ của mô hình 2, hy vọng là tốt hơn. 0.39. Đấy, vậy là rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình nữa chứ. Giờ plot ROC của cái mô hình A1 cái đã. Thì anh chị thấy là không có tốt mấy. Vì nó chỉ có độ tuổi mà. Bây giờ tới mô hình thứ hai, tôi vẽ mô hình thứ hai. Nhưng mà bây giờ tôi muốn vẽ chồng lên để cho anh dễ thấy cả. Đó, tôi phải add là bằng true. Tôi phải nói color là bằng red đi. Color là bằng red. LTY là bằng 2 để mà chơi. Thì đây là cái mô hình thứ hai, tức là có độ tuổi và BMD. Như các anh chị thấy rõ ràng là tốt hơn mô hình thứ nhất. Thực ra mà nói thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ở đây. Mô hình thứ nhất là chỉ có AOC chỉ 0.6, tức rất thấp. Mô hình thứ hai đỡ hơn là 0. gần 0.7. Thì đại khái đó là cái cách để các anh chị dùng cái packet gọi là PROC để mà tính cái giá trị phân định của một mô hình tiên lượng. Như tôi nói hồi nãy là chúng ta có 3 tiêu chí để đánh giá một mô hình tiên lượng. Thứ nhất là discrimination,
tức là phân định. Tiêu chí thứ hai là calibration, tức là chính xác. Tiêu chí thứ ba là tái phân nhóm, tức là reclassification. Đây mới là cái chủ đề số 1. Hẹn các anh chị trong bài giảng kế tiếp, tôi sẽ nói về calibration, có lẽ là thậm chí còn quan trọng hơn bài này.